Con một con kích mi là con đủ không? Ai cho con? Nếu như ngày nào đó quên không nói sớm. Vâng. Đâu phải tăm tay là mất hết tất cả đâu, cũng làm được chứ. Phải cố lên chứ. Sống tốt. Ông sống tốt ắt sẽ tầm. Sắc kệ. Cái gì sống tốt ắt sẽ có tầm. Đó, Lân Lai tuy là Lân Lai vậy thôi, nhưng mà đằng sau lưng Lân Lai còn làm những cái điều khác đúng không? Thì tất nhiên nó sẽ mang lại cho mình một cái gì đó rồi, đúng không? Đâu phải là tăm tay là mình bị mất đâu. Nhưng mà mình bù qua mình làm những cái điều khác thì nó tự nhiên nó mang lại cho mình thôi. Ừ, làm điều tốt lắm hả? Để chồng lắm hả? Nghe cái câu này nó khoái quá thì tôi không biết là tôi sợ mày nhớ nha ông bo nha, làm sao mà nói đi rồi nó đi ạc nhỏ vô là nghe xong rồi nó kêu mày xạo hả con oan kia. Loan Huy. Trời, hiền lành lắm á, gớm. Sắp nút luôn hả? Vào bằng con đường khác, anh Bo hiểu không? Nó không vào ngoài nhưng mà nó vào con đường khác hiểu không? Nó nhiều con đường lắm. Nó không vào ở trong này đâu, nhưng mà con đường của nó đi dễ hơn. Đúng rồi đó. Cho mày báo.